Sau chuyến đi thiện nguyện tại Angola, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã không chỉ nhận được cơn mưa lời khen đến từ khán giả, mà cô còn liên tục được người hâm mộ đẩy thuyền với Quang Linh Vlog. Sau tất cả thì mới đây, nàng hậu đã chính thức lên tiếng trả lời về mối quan hệ thực sự giữa cô cùng với cả Quang Linh. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về mối quan hệ thật sự giữa cô và Quang Linh là như thế nào, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã chia sẻ: "Tôi và Quang Linh chỉ là những người bạn. Việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi mong khán giả hãy tập trung vào dự án và những gì mà Tiên và team Châu Phi đã đóng góp cho vùng đất này." Trước những chia sẻ thẳng thắn của nàng hậu, đa số khán giả đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ, ghi nhận một số bình luận như sau: "Thích kiểu thẳng thắn như thế này, có tin đồn là lên tiếng. Chúc cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên cùng với Quang Linh Vlog sẽ có thêm nhiều dự án để đóng góp cho cộng đồng, vân vân." Về phía Quang Linh Vlog, khi được hỏi cảm xúc hiện tại của anh sau khi mà nàng hậu về nước, anh đã không ngần ngại chia sẻ rằng: "Cảm xúc không nói được nên lời, Tiên về nên buồn không nói nên lời. Cảm ơn Thủy Tiên đã sang thăm anh em Châu Phi và tặng giếng cho người dân. Khi về mình có hơi buồn một tí, tại mấy ngày nay toàn đi với nhau như bạn bè nên đi về cảm thấy thiếu vắng." Mặc dù khẳng định chỉ xem Thủy Tiên là bạn bè, thế nhưng trong một buổi livestream mới đây, Quang Linh lại có những chia sẻ và hành động khiến cho mọi người vẫn không khỏi thắc mắc. Cụ thể thì anh đã niêm phong các đồ vật mà Thủy Tiên dùng để làm kỷ niệm, như là chiếc cốc thì đã được niêm phong lại, tạm thời chưa hút được chân không nên dùng túi bao lại để tránh dùng nhầm. Còn bát đũa khác thì cũng được anh vô cùng trân trọng. Ngoài ra, Quang Linh còn khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ về chiếc áo mà được Hoa hậu Thủy Tiên tặng. "Chiếc áo Thủy Tiên ký tặng cho mình này, áo dơ hết rồi nhưng không biết giặt kiểu gì, hay là cột phần này lại rồi treo lên, giặt ở phần dưới thôi nhỉ." Hiện tại, Hoa hậu Thủy Tiên cùng với Quang Linh Vlog vẫn đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Hy vọng rằng trong tương lai, cả hai sẽ có thêm nhiều dự án thiện nguyện hơn nữa để có thể đóng góp cho cộng đồng. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.